Mẹ tựa lưng vách bếp, khói bay thơm giấc mơ con. Vệt mồ hôi thấm ướt nhưng lắng lo hằn lên khóe mắt. Lặng thầm ngược xuôi bốn ba, bữa cơm chan chứa thương yêu, vị ngọt thêm trong tấm dành cho con. Vì với mẹ yêu thương là để cho đi cả cuộc đời, chẳng giữ lại điều chi. Đây là lần đầu tiên anh gọi cho em á. Bộ có gì đặc biệt hả anh? Em tưởng tôi rảnh lắm hả? Em tưởng ai cũng giống em hả? Dạ. Xin lỗi em chứ tôi không được may mắn giống em. Tôi còn phải kiếm sống nữa. Không có phải suốt ngày mà lúc nào cũng nghĩ tới chuyện yêu đương rồi hẹn hò như em đâu. Sau này đừng có mà nhắn tin hay là gọi điện cho tôi nữa nha. Anh Tú, anh bị gì vậy? Alo. Alo. Cái gì vậy trời? Là cái cậu bác sĩ gọi hả con? Dạ. Làm sao vậy? Dạ tự nhiên ảnh la con. Ảnh còn nói là cái gì phải kiếm sống, rồi không có thời gian. Bác sĩ thì nó bận rộn lắm, thời gian nó cũng không có nữa. Chắc là áp lực công việc nhiều mà. Áp lực thì áp lực chứ, đâu có quyền gì đâu mà la con. Nội còn nói giúp người ngoài nữa. Ơ cái con bé này, con không ăn nữa đâu, con lên phòng đây. Bé Hằng, bộ cũng được mình thích á, rồi muốn làm gì thì làm hả? Hay là nó không thích mình thiệt? Không phải, nếu mà không thích á thì đâu có ôm mình. Vậy là thích hay không thích ta? Kỳ ghê á. Ủa, thì ra là mơ hả trời. Trời đất ơi, trời mình vô mình ngồi thụ lũ đóng hồi nào vậy? Ngồi nãy giờ rồi. Ủa, hôm nay sao con không đi làm? Ừ? Hôm nay con nói con đi làm lái xe gì cho người ta, làm tài xế cho người ta mà. Con nghỉ rồi, con làm có ngày à, nhưng mà thấy không hợp nên con nghỉ. Thôi thấy không hợp thì nghỉ. Với lại ba cũng muốn con làm nghề khác, chứ ba không muốn con làm tài xế, hiểu không? Con cũng nộp đơn nhiều chỗ lắm rồi nhưng mà con không thấy người ta báo gì hết. Từ từ, việc tốt á thì phải chờ đợi. Từ từ rồi nó mới có. Cái gì cũng phải là có cái duyên, con hiểu chưa? Ừ. Ê, nè con trai, giờ về nghe, về nhà thay đồ đẹp, thấy không? Thay đồ thiệt đẹp lên,
xong cái lấy xe hơi của anh Hai á, chở bà đi vòng chơi. Hôm nay anh Hai để xe hơi ở nhà nè. Thôi. Cái gì? Ba còn phải coi quán nữa. Đâu có làm sao, còn có mấy món à. Còn có chút xíu à, cái này để chịu mình ăn. Hiểu không? Đi vòng vòng chơi cho nó khuây khỏa. Nếu như mà mẹ có hỏi á, ba sẽ nói với mẹ, con chở bà đi tái khám. Thôi nhưng mà mất công rồi. Mất công cái gì? Mặc đồ đẹp vô, nghe rõ không? Lên chạy xe sang, đi một vòng. Tự nhiên con sẽ cảm thấy con khuây khỏa, con sẽ cảm thấy con tích cực lên liền hả? Ok. Ok. Xe mới bảo dưỡng xong chạy ngon hả con? Dạ con thấy chạy cũng bình thường à ba. Ừ. Trời ơi, đi chơi mà cái mặt mày sao mà nó ủ rũ thảm não quá đi. Bởi ông bà xưa nói anh cậu nghe hay lắm. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Cái chữ vui tư hiểu không? Mình phải vui lên thì cuộc đời mình nó mới tươi. Yeah. Mình phải sảng khoái lên thì cuộc đời mình nó mới khởi sắc chứ. Khởi sắc. Công nhận người văn chương nói chuyện có khác quá à. Chứ sao? Ai, công nhận lâu lâu lấy xe chạy vòng vòng chơi vui thiệt à. Ba nói thiệt nghe, ba mà biết lái xe hả, là ba sẽ lấy xe của anh Hai con ba chạy vòng vòng ba chơi hoài. Mà công nhận anh Hai giỏi hả ba hả? Ừ. Vừa có công ăn việc làm, đúng vừa rồi. Có xe. Đúng rồi. Rồi còn có tiền nữa chứ. Nhưng mà nó đó không có được rảnh rỗi mà đi chơi như mình, hiểu chưa? Đúng rồi hả? Ờ. Nè, bước vô miếng nhạc. Cái gì vậy? Ba làm gì vậy? Nghe nhạc chơi cho vui. Lưng vừa mới khỏi xong rồi. Kỳ cục. Bà mua này cho ai đúng không? Thấy chưa? Sanh tôi ra là bà má tôi mà hiểu tôi chứ có Thanh thôi. Trời ơi, Thanh không biết đâu. Đó là một người đàn ông có ngoại hình rất là lịch lãm, sang trọng, tri thức. Trời ơi, một người đàn ông rất là tử tế. Nhưng mà anh ấy lại thích ăn những món dân dã. Trong ngoài bất nhất, nó hòa quyện vào nhau, trở thành tổng thể sâu sắc đó Thanh. Ôi, thật là tuyệt vời. Trời đất ơi, ta đang tả rồi dòm ta lâm lâm, thấy ghê. Không có. Thì tôi biết ông lịch lãm làm sao mà tôi thấy bà tả đó ông giống như cha miếng bánh đúc tôi làm á. Trời, bà nói gì? Người là người, bánh là bánh. Anh thích ăn bánh đúc. Thôi, tôi nói cho bà nghe. Trời ơi, nhờ bà làm vậy á là cũng muốn giúp đỡ bà. Thấy không? Ủa, thôi tính tiền đi, tôi đi về. Mệt. Mệt ghê. Bạn bè nói chút xíu cũng được nữa. Rồi, nhiêu tiền nói? 250, 30 ngàn tiền ship. Ôi, bạn bè mà tính toán quá nè. Cầm giùm cái coi. Coi đủ tiền lẻ không nè. Rồi, đủ rồi nè, 280 trả bà nè. Giờ tôi có công việc nè. Bà đi làm không? Không. Lương cao lắm. Bao nhiêu chuyện ở quán làm có được. Nói à. Nói mày thấy ghét. Vậy? Bao nhiêu chuyện ở quán làm cũng được. Bây giờ mày lại kỹ bà. Đó, quần áo trời, có mấy bộ đồ bận cho nó sờn, nó đổ lông hết trơn, nó phai màu hết rồi. Mình bán đồ ăn mà, mình phải sạch sẽ tinh tươi, người ta vô tao ăn mới ngon miệng. Trời ơi, vô nhìn thấy bộ đồ của bà bèo nhèo quá, ngại miệng, tao không dám ăn luôn á. Nè, mai mốt mà có muốn ăn á, tự đến quán mua nghe. Chứ không có order riêng mà đặt riêng như vậy, không có đem dân tới tận miệng như vậy đâu nghe. Có 280 ngàn mà xài xể quá, tôi mặc đồ vậy tôi kệ tôi đi. Phải, cái này là góp ý bạn bè đúng không? Mình thân nhau, mình thương nhau, mình mới góp ý. Bà dòm kỹ lại tôi coi, thấy không? Ta ăn mặc tươm tất nè, thấy không? Thấy nó sặc sỡ vậy, khách nhìn là nó vui rồi. Bước vô quán biết đây là chỗ quán đúng không? Nhiều khi đồ ăn không có ngon mà nhìn về ăn cũng ngon. À? Xong chưa? Xong chưa cho đi về? Chưa xong, còn chuyện nữa. Vụ gì? Kêu qua đây là không phải là hành hạ bà đâu. Mà qua đây có đồ đưa cho bà. Ngồi đó đi, chờ tôi. Gì đồ quần áo của tôi đây, định lấy cho bà nè đó. Rồi. Đẹp không?
Bà nghĩ cái đồ của bà tôi sao tôi nông vô cho vừa? Ui, thì đồ của tôi nhưng mà hồi đó tôi mang bầu lên. À, nè đồ bự lắm, giờ tôi đâu có bận được đâu. Đó, đem cho bà nè, coi đẹp ghê không? Đó, sang trọng lắm. Đẹp không? Đẹp, cũng màu sắc đồ quá ha. Thì đó. Nói nghe nè. Gì? Tôi bận đồ của bà rồi, có ai biết không? Hả? Bà nhìn đi, tôi đâu có để chữ Ngọc xinh đẹp đâu, không có theo logo vô đây. Ai mà biết cái này áo của tôi giờ bận không? Cho còn ý kiến còn không, tôi đi cho từ thiện à. Bận xong bận, khùng bận. Đó, thấy không? Giờ chấp nhận lấy phải không? Rồi, trả 30 ngàn tiền ship tôi đây. Gì? Chứ còn gì nữa, qua đây lấy đồ không lẽ bắt tôi trả tiền ship bánh đúc. Ê, vậy là coi như tôi mua đồ của bà nghe, chứ tôi không có xin nha, không có nợ nần gì nghe. Vậy? Mua. Chứ gì nữa. Nè. Rồi mua nhiêu? Thì coi như 30 ngàn. Hả? Trả lại cái tiền ship nè đó. Rồi 30 ngàn. Mua một đống đồ này. Trời ơi, làm ăn gì chắc lỗ chắc à. Nói chứ cảm ơn bà nha. Cảm ơn nha. Rồi được rồi, về đi. Nha. Thank you. Nốt và đắp lập. Bay vô đăng ký trước đi, đợi con chút. Ok. Dám la em như vậy hả? Anh nghĩ là anh thoát được em không? Em sẽ không tha cho anh đâu. Trời ơi, như vậy làm sao mà nói chuyện trái phải đây? Trời, sao con nhỏ này lại ở đây? Trời, xấu hổ quá. Làm sao bây giờ? Chị có sao không chị? Dạ, em không sao. Em xin lỗi chị. Dạ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện thường thôi mà, cứ coi như không có gì. Trời ơi. Bình tĩnh Cường. Đừng hoảng. Mày cứ coi như là mày đi làm thôi. Em tới đây chi vậy? Anh nói mình đừng gặp nhau rồi mà. Anh là ai có quyền ra lệnh cho tôi hả? Hồi nãy nói cái gì hả? Sao? Anh làm như em rảnh lắm vậy á. Anh có biết là em cũng rất bận, nhưng em cố gắng sắp xếp thời gian dành cho anh. Vậy mà anh tỏ tiếng với em vậy hả? Anh có nghĩ cho em không hả? Cường, ba nè con. Dạ. Theo anh. Anh làm gì vậy? Đi theo buông anh. Buông em ra Hoàng Tú. Hả? Buông em ra Hoàng Tú. Ghét anh. Buông em ra Hoàng Tú. Ủa Hoàng Tú là ai? Anh làm cái gì vậy? Tự nhiên kéo em lên đây làm gì? Hằng à. Anh. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em nè. Chuyện gì? Nhưng mà đâu phải có chuyện quan trọng. Là anh có quyền lớn tiếng với em đâu. Em đang giận anh đó, biết không? Mà sao tự nhiên anh nghiêm túc quá vậy?
Em bình tĩnh nghe anh nói nha. Thật sự anh rất xin lỗi khi mà làm em giận. Nhưng mà sự thật á... Tú ơi, Tú ơi, sự thật Tú là ơi. Anh... Ui, mày làm cái gì khẽ đây bệnh viện mà. Anh kiếm mày nãy giờ luôn đó. Chào em. Bác sĩ trưởng khoa kiếm em nãy giờ đi đâu xuống đây không nói gì hết trơn. Trưởng khoa gì? Chứ cái gì nữa, đi lên lẹ kìa. Bác ui, kêu đúng em đi lên, bác kêu. Lẹ lên. Cái gì kìa? Làm bác sĩ cũng cực quá ta. Lúc nào cũng bận rộn. Chắc là anh bị stress lắm nên mới lớn tiếng với mình. Anh nghĩ cái gì vậy? Mày mới nghĩ cái gì á? Cường ơi, bây giờ em phải thông cảm cho anh. Mình không thể nào mình để lộ cái chuyện là mình lừa Hằng ra ngoài được. Hằng là con gái của bạn ba anh. Mà ba anh biết một cái anh chết chắc. Sao nếu mà càng vậy thì anh phải càng nói cho Hằng biết sớm chứ. Anh mà cứ dây dưa hoài vậy á, anh chết chắc thiệt á Tú á. Anh biết chứ sao không biết. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ là chuyện đâu cũng còn có đó mày ơi. Từ từ mình tính. Anh từ từ được chứ em không có từ từ được. Sao tự nhiên cái chuyện gì cũng lôi em ra hết là sao? Em đang là cái thằng này chịu trận đây nè. Chịu trận gì? Anh có biết lần trước em giúp anh mà bị đuổi gì không? Ôi anh... Thôi anh biết. Anh hiểu. Thì thôi bây giờ anh kiếm công việc mới cho em làm. Vợ em nói anh tuyệt vời lắm. Anh lúc nào cũng có cái miệng đó. Anh nói không à. Rồi có làm đâu. Đợt chứ anh nói bạn anh mở cửa hàng rồi đâu. Đâu? Mày sao vậy? Hả? Bạn anh nó mở chứ anh có mở đâu anh biết. Bây giờ ba hồi nó nói rồi, mấy bữa nữa nó mở. Rồi ai biết đâu mấy ngày sau nó không mở nữa. Thôi đủ, đủ rồi, đủ rồi. Bây giờ em không cần anh giới thiệu việc làm cho em hay là anh làm cái gì cho em hết trơn á. Em chỉ muốn anh giúp em chấm dứt cái chuyện này bây giờ. Chứ sao mà em cứ đóng giả anh đi lừa Hằng hoài sao mà được. Em mệt mỏi lắm rồi Tú. Ok. Vậy chỉ còn một cách. Em chủ động nói lời chia tay với bé Hằng. Không yêu nữa thì mình chia tay thôi. Mình đâu cần phải nói hết ra sự thật để mà làm đau lòng nhau cưng. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nó không có đơn giản giống như anh nghĩ đâu. Làm gì không đơn giản? Mày cứ phức tạp quá vấn đề lên chi vậy? Hồi đó em đã nói dối Hằng được. Thì bây giờ em chỉ cần nói chia tay là xong. Có gì đâu. Đúng không? Em phải đoạn tình đoạn nghĩa lên. Hằng thấy vậy á, sao mà đu đu theo em được? Đúng không? Hằng không lẹo đẻo theo em mà, chứ ai ở dưới kia. Mày nữa. Là Hằng á đang hy vọng vô tình cảm của em nhiều lắm. Em chỉ cần dứt khoát một cái một là xong. Nói chung là em không có làm giống như anh nói được. Có gì đâu không được. Hả? Ê, đừng có nói với anh là em thích bé Hằng nha. Em mà nói khủng điên gì. Nói khủng điên gì đó. Lần này à, không hề có chuyện đó. Rồi sao? Bây giờ ví dụ như em thích Hằng đó rồi sao? Ủa anh Tú, bộ không lẽ mấy cái thằng mà thất nghiệp như em á, rồi nhà nghèo giống em này không có quyền thích người ta hả? Nè nè nè, cái thằng này thiệt á, anh không có ý đó nha. Anh không có ý đó mà cái mặt anh hiện lên ý đó đó. Anh thương mày mà, Cường. Bây giờ cái chuyện em thích ai, em thương ai đó là quyền của em. Anh không có can dự vô làm gì. Nhưng mà em thích bé Hằng á là rắc rối lắm nha. Yên tâm đi, nhỏ nó không phải gu của em. Gu của em là cao cao á. Ê, mày tia thư phải không? Thì... Nè. Nó cũng điên gì mà. Thôi mà không thích là được rồi. Không thích là được rồi, dễ xử hơn nữa. Bây giờ hai đứa đến với nhau mà không hạnh phúc thì thôi, đường ai nấy đi. Dễ xử, đúng quy trình luôn. Trần Nguyễn Hoàng Tú. Ê con, vậy là con lừa gạt đó con. Con có muốn gạt người ta đâu. Nhưng mà tự nhiên cái chuyện nó ra vậy đó. Sao ra vậy được? Nói gì thì nói, cái đó là con vẫn là nói dối à. Thì con có muốn đâu. Con có muốn chuyện đó xảy ra đâu. Ổ ghê vậy đó. Mà nè, bà thấy cái cô đó tướng tá cũng được. Bộ cổ thích con hả?
đúng chưa? Nhưng bà nói gì thì nói, người ta là con gái mới lớn, mình cũng phải nói thật, không có được dối gạt như vậy, hiểu chưa? Mẹ con mà biết một cái đó nghe, bà quánh mày mềm xương luôn đó. Thì đó, thứ gì đâu con của ai không biết nữa. Giống y chang như tôi hồi nhỏ, không khác chút nào. Ủa, giờ xưa ba có gạt ai rồi hả? Bậy đi. Có, ba là đàng hoàng, tử tế gì, ba nói thật, ba đâu có như con mà gạt. Ý của ba muốn nói biết làm sao? Ba này, có nghĩa rằng là ông trời ông sanh ra mình là thân phận đàn ông, hai cha con mình mà đẹp trai rồi hào quá, gái theo vậy thiệt khổ ghê luôn. Thì bởi ai biểu ba với con đẹp trai quá chi? Thì đó, bởi vậy mới nói. Bởi thấy chưa, thấy chưa? Ê, nhìn kìa, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy đẹp trai nên ở bển nhìn kìa, thấy chưa? Nhìn đắm đuối luôn đó, không biết nhìn mày hay nhìn tao nữa. Trời ơi, ba tự tin quá à. Đó, sau lưng ba. Đi đâu anh? Ơi, con ngại lắm. Tôi đang ra ngoài có việc rồi, xong việc tôi gọi cho anh. Dạ, em đang tính là sẽ cho lắp những cái vách ngăn di động để tạo ra nhiều không gian riêng tư cho khách hàng. Bởi vì dạo gần đây khách hàng rất là thích đặt những cái phòng riêng tư vậy đó chị. À, xin lỗi anh, à, xin lỗi. Để tôi lau cho anh, xin lỗi. À, điên đó. Đừng có chạm vào tôi, ha. Mà cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Tôi xin lỗi mà, tại vì tôi không có thấy anh á. Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý. À, cô không thấy tôi hả? Là cô đang đổ lỗi cho tôi đúng không? Tôi đi từ ngoài kia vào, tôi thấy cô từ đây đi qua mà tôi không né. Cho nên cái chuyện mà cô va vào tôi, cô đổ nước vào người tôi là lỗi của tôi hết đúng không? Không phải, ý tôi không phải vậy. Anh hiểu nhầm rồi, ý của tôi chỉ là không tôi... có giải thích gì nữa hả? Quản lý của cô đâu? Dạ anh ơi, anh cho em xin lỗi. Để em đưa anh đi thay áo khác đỡ nha. Quản lý rồi hả? Dạ. Sao mà bọn anh đào tạo nhân viên kìa vậy? Chỉ có chuyện đi đứng thôi mà cũng va vào khách được nữa. Dạ rất là xin lỗi anh luôn ạ. Điều này rất khó chấp nhận đấy. Xin lỗi anh. Chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng sứa cho anh. Anh cứ lên phòng tắm rửa đi. Rồi trong lúc đó chúng tôi sẽ xử lý áo cho anh. Rất mong anh thông cảm. Tôi đang có cuộc hẹn quan trọng lắm đó. Xử lý gấp giùm tôi đi. Dạ, mời anh theo tôi. Xin lỗi anh. Cô làm ăn kiểu gì vậy? Theo tôi. Cô có biết mình đang làm cái gì không vậy? Hả? Tôi không hiểu tại sao một nhân viên như cô lại đi phạm cái lỗi sơ đẳng như vậy luôn. Phạm lỗi với khách hàng rồi đó, không biết xin lỗi người ta, còn đứng ở đó đôi co làm gì? Hả? Nói cho cô biết, cho dù có xảy ra chuyện gì thì khách hàng luôn luôn là người đúng, biết chưa? Em xin lỗi anh, cho em bất cẩn. Nhắc cô một lần cuối cùng, kể từ ngày hôm nay, nếu như cô còn phạm lỗi một lần nào nữa thì tự động viết đơn xin nghỉ đi. Nhà hàng này không chấp nhận một nhân viên bất cẩn như cô. Anh ơi em xin lỗi, em hứa sẽ không phạm một lỗi nào nữa. Em xin lỗi. Nói được thì làm được đó. Alo An hả con? Con đi học về rồi hả? Mẹ đang đi làm. Quản lý mới khen là mẹ chăm chỉ nữa. Con đừng lo nha. Ừ, mẹ sẽ về sớm. Con chơi một xíu rồi nhớ học bài hen. Đúng là anh rất hợp với sắc xanh đó. À, còn vụ nhân viên rồi á, thì nhà hàng em sẽ xử lý một cách thích đáng nhất cho anh. Anh còn chưa hài lòng điều gì không? Cứ nói với em ha. Nhà hàng này của em à? Của dì em. Mà dì em sắp đi Úc để định cư rồi, cho nên em thay mặt dì em quản lý nhà hàng này. Mà nè, tại sao lại tránh mặt anh hả? Đâu có, em đâu có tránh mặt anh. Nói dối.
Anh thử coi sao mẹ. Ừ. Được không mẹ? Ừ. Cái vị giống như là hồi xưa mẹ hay ăn á. Cái này á, bà con làm tặng cho đó. Khéo tài ha. Ừ. Đúng là nhà làm có khác mà. Đúng vậy mẹ. Mẹ, nếu mà thích ăn á, con sẽ nhờ bà con làm thêm cho mẹ. Thiệt không? Thiệt. Vậy nếu mẹ thích ăn món gì đó thì mẹ nhờ con đặt cổ của làm giùm ha. À, con nghĩ là được. Mẹ thích món gì cứ nói với con. Sao giờ này Hằng chưa xuống ăn nữa ta? Hằng, bà vô được không con? Dạ, bà vô đi bà. Bà mới đi làm vậy hả ba? À, bà về nãy giờ rồi. Sao con không xuống ăn cơm? Dạ, tại con không đói. Lại có chuyện gì hả? Dạ đâu có gì đâu ba. Nè, ba nuôi con lớn lên, con vui hay buồn, ba đều biết hết đó nghe. Con và Tú cãi nhau hả? Dạ không có, con có chuyện cần suy nghĩ thôi à. Con không muốn nói gì thôi. Nếu có chuyện gì cần ba giúp á, thì nói ba một tiếng. À, ba, theo ba thì ba chấm anh Tú được mấy điểm? Mấy điểm hả? Dạ. À, tuy không được 100 điểm, nhưng khoảng 75 điểm được không? Thiệt hả ba? Vậy, vậy là con không có chọn sai người đúng không ba? Đúng. Con nè. Dạ. À, coi bữa nào Tú rảnh á, mời nó qua nhà dùng cơm chung với cả nhà mình cho vui. Yeah. Con cảm ơn ba nhiều. Ừ. Con thích không? Tới mức đó rồi hả? Trong thời gian này đó, anh và anh Trí nghĩ là em nên xin phép nghỉ vài bữa đi. Là công ty muốn em nghỉ việc à? Không. Nhưng nếu anh là em á, thì anh cũng sẽ xin nghỉ vài hôm. Nếu em mà nghỉ, khác nào em chạy trốn. Em đâu có làm gì sai đâu, sao mà phải trốn? Nhưng mà cô lên công ty thì cũng đâu có giải quyết được chuyện gì. Biểu ở nhà thì ở nhà đi. Thời gian này em đến công ty á, cũng khó mà làm việc lắm. Anh nghĩ em nên tranh thủ thời gian này xin nghỉ vài hôm đi, cũng hay đó. Vậy là cho dù em không nghỉ thì công ty cũng sẽ tạm đình chỉ công tác của em à? Chuyện này anh cũng không biết nữa. Với lại ban giám đốc cũng chưa nói gì hết. Dạ, em sẽ làm như anh nói. Em. Dạ mẹ. Đi đâu giờ này mới về? Ừ thì anh nói với em là anh đi tái khám hả? Có cái bệnh viện nào mà giờ này người ta còn tái khám không? Dạ, tại kẹt xe mẹ. Con với ba kẹt gần tiếng đồng hồ mà. Ai mượn đi xe hơi? Đi làm gì cho kẹt xe vậy? Ở nhà còn bao nhiêu chuyện nè, đó một đống đó sao bưng nổi, bưng cái này mà muốn thiệt là sụn cái lưng luôn kìa. Bưng đi con cho. Trời ơi cái sân dơ quá, để anh quét, để anh quét. Bực hết cả mình. Thưa ba, mẹ không mới về. Chị ba. Ủa con, trời đất ơi, sáng giờ á ba với mẹ nó chờ điện thoại con quá trời quá đất luôn, con không gọi về sao rồi hả? Con cái bây giờ nó chỉ cần bước chân ra khỏi cổng thôi là nó quên mất tiêu ba mẹ nó là ai tên gì luôn. Ê em, tại vì con nó bận thôi mà, đừng có trách nó. Con, sao? Buổi thuyết trình sao rồi con? Dạ,
Con chưa biết nữa ba. Ủa sao chưa biết con? Bộ chưa có kết quả hả? Rồi chừng nào có? Con không biết. Ủa không biết là sao? Hồi sáng á mẹ thấy con tự tin lắm mà. Rồi sao giờ mặt con xìu quá vậy? Rớt rồi hả con? Ôi, nhầm nhò vậy. Rớt thôi mà. Thì cũng giống như thằng Cường nè. Nó đi xin việc có bao giờ mà nó được đậu đâu. Cái thằng này hả? Xin là rớt, xin là rớt. Không bao giờ đậu. Ủa rồi cái tự nhiên liên quan gì tới con nữa? Mày đó nha, mày nhăn hoài. Con thì con bình thường á. Con thấy chị ba có chuyện chắc luôn á ba. Được. Thôi, con vô nhà trước nha. Tại vì con á, không chịu mặc cái đầm của mẹ chuẩn bị. Cái đó là phong thủy đó. Riết bây giờ mẹ thấy á, mẹ nói cái gì, mẹ làm cái gì cho con cũng bị con chê hết trơn. Bởi vì ông bà mình nói có sai đâu. Cá không ăn muối, cá ương là vậy đó. Ê, em, trời ơi sao lại nói con vậy em? Hả? Đúng rồi. Con mà rớt thì đương nhiên mẹ là người vui nhất rồi. Bây giờ tự nhiên chuyện con không mặc cái áo mẹ mua thành chuyện con bất hiếu. Nên con mới bị trời phạt, bị người ta chơi rớt rồi đó. Mẹ vừa lòng chưa? Nè, con bỏ cái thói mà nói chuyện với mẹ như vậy nha. Bộ mẹ không có quyền được nói gì với con hả? Làm gì có cái thói cứ đứa con gái nào mà mẹ nói một câu là nhảy đông đổng đông đổng lên như vậy hả? Con à, con học hành nhiều con phải biết suy nghĩ chứ. Lấy cái não ra mà động não đi. Có một người mẹ nào bây giờ con mình rớt mà vui không? Em, có phải tự nhiên con vậy đâu. Mẹ phải sao con mới vậy chứ? Ba, con à, trời. Nè, đừng có khóc mà, con gái. Riết là bây giờ trong cái nhà này tôi không được quyền nói một đứa nào hết. Không được quyền nói cái gì hết. Ông nhìn gì? Thôi, anh đi vô anh coi con gái anh nói làm sao. Vậy là sao? Từ con gái anh là sao? Bộ nó không phải con tôi hả? Nhìn nữa, ủa tôi lạ lắm sao nhìn tôi hoài vậy? My, ba vô được không con? Con đang thay đồ, ba đừng có vô, con muốn nghỉ ngơi xíu. Con nè, tất cả những việc mẹ con làm là đều vì con hết đó My. My à, mẹ con chờ điện thoại con từ sáng giờ đó. My. Chỉ có giỏi cãi mẹ thôi à. May mà là mẹ này đó. Chứ còn thử những mẹ khác thì sao? Thế nào có ngày. Thật ra mình cũng hơi quá đáng à. Nhỏ nó buồn thiệt mà. Tự dưng đem chuyện cái áo ra nói làm gì không biết. Biết vậy đừng nói. Nếu em mà nghĩ khác nào em chạy trốn, em đâu có làm gì sai đâu, sao mình phải trốn? Nhưng mà cô lên công ty thì cũng đâu có giải quyết được chuyện gì. Con ơi, chờ con ngồi đây chờ chút xíu. Mẹ bưng đồ ăn sáng lên, bữa nay mẹ nấu. Con không ăn đâu mẹ. Ủa, con nhỏ này. Để thắng được dự án công viên Hoa Mặt Trời, nhất định phải hợp tác được với bên Kiến Vàng. Hiện nay vẫn chưa ai qua mặt được bên Kiến Vàng đâu ạ. Đúng rồi, mà chắc bên Kiến Vàng dễ làm việc hơn. Nghe nói anh em bên này dễ thương lắm. Vậy thì vào thôi bạn Hiền ơi.
Đi. Khoan, ai đứng với anh Lâm Kiến Giang nhìn quen vậy ta? Hình như là sếp lớn của Thành Phát. Ông Phát, chủ tịch tập đoàn Thành Phát chứ còn ai nữa. Cái gì? Ông đừng có nói với tôi là hôm bữa hôm qua Thành Phát gặp chú Phát nha. Chứ ông nghĩ tôi gặp ai? Thật sự là ông làm tôi đau tim quá luôn á. Dạ, không ngờ có dịp lại gặp ở đây. Chú đến đây vì dự án công viên hoa mặt trời đúng không? Dự án đó do Thành Phát bắt đầu trước. Nếu như mà Thành Phát là sự lựa chọn tốt nhất, vậy thì tại sao chủ đầu tư lại phải tìm thêm các đối tác làm gì nhỉ? Ý cậu nói là New Design sẽ làm tốt hơn Thành Phát sao? Mỗi công ty đều có một thế mạnh riêng và phù hợp với từng dự án khác nhau, chứ không thể nào nói công ty nào mạnh hơn công ty nào được đâu ạ. Cậu đến đây để gặp anh Lâm giám đốc công ty Kiến Vàng đúng không? Dạ đúng. Tiếc là anh ta đã có việc đột xuất phải đi ra ngoài rồi. Đợi lên Lâm mới báo anh Lâm có việc đột xuất phải đi rồi, hẹn mình bữa khác. Chú có dăm cá không? Cá chuyện gì? Chú và tôi sẽ cá với nhau xem ai sẽ lấy được dự án lần này. Người thua sẽ phải làm theo điều kiện của người thắng. Chú thấy sao ạ? Lần đầu tiên có người dám thách thức tôi. Cậu nắm được gì trong tay mà tự tin vậy? Hay là phải nhờ đến gia đình hả? Nếu mà chú không muốn cá thì thôi, cũng không sao cả đâu. Điều kiện là gì? Mấy cái gì ấy? Điều kiện rất đơn giản thôi. Nếu chú thua, chú phải công khai xin lỗi vì đã chơi xấu bên tôi. Cậu vẫn nghĩ á là đang chơi xấu sao? Chú không dám chơi hả? Được, tôi sẽ chơi. Dù gì á, tôi cũng sợ thắng. Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Ngược lại, nếu cậu thua, cậu sẽ làm gì cho Thành Phát trong một năm? Làm việc cho Thành Phát á? Sao? Sợ thua rồi phải không? Tôi hiểu mà. Suy nghĩ đi. Tôi không muốn bị mang tiếng chèn ép ai hết. Nãy giờ chú có nghe thấy ai nói tôi sợ không? Được, tôi sẽ chấp nhận điều kiện của chú. Nếu mà tôi thua, tôi sẽ làm việc cho Thành Phát trong vòng một năm để học hỏi. Tốt. Đàn ông phải quả quyết như vậy mới được. Cố lên, tôi sẽ ủng hộ cậu. Tôi cũng muốn thua một lần có sao. Khang, ông có bị điên không? Dạ chào chị. Chào anh. Tôi đang chuẩn bị có cuộc họp. Anh muốn nói chuyện gì thì cứ nói nhanh đi. Con trai em vừa mới gặp anh để thách đấu. Anh nghĩ là em vẫn còn giận anh vụ lần trước, nên lần này anh để em quyết định. Em nói sao anh sẽ làm vậy. Tại sao tự nhiên hôm nay chủ tịch Thành Phát lại tới tận đây tìm tôi để hỏi ý kiến? Đây là chuyện công việc mà. Thì anh không muốn em phản ứng giống như lần trước. Nếu em không muốn con trai em thua, anh sẽ nhường. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Tôi chắc chắn là con trai tôi sẽ không muốn tôi can thiệp vào những chuyện này. Mà tôi luôn tin tưởng và tôn trọng con mình. Nói vậy thì anh có quyền làm theo cách của anh đúng không? Anh cứ thoải mái. Còn chuyện gì nữa không? À không, anh chỉ muốn báo cho em biết vậy thôi. Vậy tôi xin phép, tôi đi nha. À, từ giờ trở đi, anh làm ơn đừng tới đây tìm tôi nữa. Anh vừa gặp con em, sẵn tiền đường anh tạt qua, báo cho em biết vậy thôi. Cảm ơn anh.
Alo, tôi nghe nè. Bà đang ở đâu đấy? Thì không đi làm ở nhà chứ ở đâu. Bà gọi tôi có gì không? Không, gọi đi hỏi thăm thôi. Ở công ty không có tin tức gì mới hết hả? Chưa có gì mới. Mà tình hình này tôi nghĩ là điều tra cũng phải hết mấy ngày đấy. Hay là bà đi đâu đấy cho nó khuây khỏa đi. Giờ tôi không có tâm trạng đi đâu hết á. Bà có như thế cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Bà cũng hay bảo với tôi là muốn đi đảo khỉ một lần cho biết. Tranh thủ lần này đi đâu đấy cho nó khuây khỏa. Ừ, bà nói đúng. Bây giờ có buồn bã thì cũng đâu có giải quyết được gì. Với lại tôi có làm gì sai đâu mà phải sợ. Đúng như thế. Thế mới gọi là Trà My đáng yêu và thông minh của tôi chứ. Được không nào? Cảm ơn bà nha. Thế nhá. Ừ, bye bà. Bye bye. Mình phải mạnh mẽ lên. Mình không làm gì sai, không có gì phải sợ. Chị Thủy, bộ chị My tuồn thông tin ra ngoài thiệt hả? Đừng có bác nói nhảm nhé. Không có lửa thì làm sao có khói. Ừ, lửa thì có đấy mà chưa biết ai đốt. Khi nào chưa có kết quả thì đừng có mà nói bậy. Ok? Cái con My này không biết là có chuyện gì mà cái mặt cứ buồn rười rượi. Khổ thiệt chứ. Nhà có một đứa con gái thôi, nhưng mà hai mẹ con không bao giờ nói chuyện với nhau êm đềm được. Mở miệng ra là khắc khẩu. Mở miệng ra là khắc khẩu. Nhiều khi cãi nhau không biết là cãi về cái chuyện gì luôn nữa. Đáng lý ra mình phải hỏi nó một cách nhẹ nhàng mới đúng. Mà thiệt, có hỏi nó cũng có thèm dòm tới cái mặt mình đâu. Alo, tôi nghe. Chị My hả? À, chúng tôi muốn kiểm tra thêm máy tính ở nhà của chị. Có cần phải làm tới mức đó không? Việc này chỉ giúp cho quá trình điều tra nhanh hơn. Nếu như chị không đồng ý thì chị có quyền từ chối. Thôi không cần đâu, mấy anh cứ tới đi. Tôi không làm gì sai, không có gì phải sợ hết. Dạ, chúng tôi đang ở trước nhà của chị nè. Sao mấy anh tới mà không báo trước? Tại vì tôi không liên lạc được với chị, cho nên chúng tôi tới luôn. Thôi được rồi, anh cứ vô nhà đi, để tôi báo người nhà. Cảm phiền chị. My ơi, cố lên. Chỉ cần cố gắng là có thể làm được mọi thứ. Yeah. Sao mà phải ghi mấy cái câu này vậy trời? Làm gì mà cái mặt chù ụ một đống? Bây giờ thi, đậu hay rớt đâu có quan trọng gì đâu. Rớt thì thôi. Sao mà yếu đuối quá vậy hả? Tự trấn an bản thân à. Mày đang làm gì vậy không biết nữa. Dạ. Dạ bác. Ủa, hai cậu kiếm ai vậy? À, dạ thưa bác, tụi con là bạn làm chung công ty với chị My. Đồng nghiệp với My hả? Dạ đúng rồi bác. Có chuyện gì không con? À dạ, con muốn nói chuyện với bác một chút xíu. Nói chuyện với bác hả? Dạ. Rồi, mời vô. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Vô đi. Dạ dạ. Ủa, con My nó làm vậy luôn á hả? Dạ không, bác hiểu sai ý của con rồi. Thực ra cái sự việc này á là công ty vẫn đang điều tra, chưa có xác minh cụ thể. Việc của tụi con hôm nay tới đây á là để tìm bằng chứng, chứng minh chị My không liên quan trong chuyện này. Bằng cách á là mong bác hợp tác với tụi con, cho tụi con được kiểm tra máy tính của chị My một chút. Kiểm tra máy tính cá nhân của My á hả? Dạ đúng rồi bác. Cái này là con có xin phép ý kiến của chị My rồi. Chị My đồng ý, cho nên làm phiền bác. Xin lỗi nha. Xin lỗi hai cậu. Hai cậu đi đi. Đi 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 giùm cái. Ủa, hai cậu nghĩ hai cậu là ai vậy
mà đến nhà người ta tự động làm những cái chuyện như vậy? Dạ dạ không, tụi con đâu có tùy tiện làm chuyện này đâu bác. Tụi con đã xin ý kiến của chị My rồi, chị My đồng ý. Với lại bác yên tâm, tụi con làm đúng theo quy trình. Nếu như bác không tin thì bác có thể gọi điện thoại hỏi chị My thử. Dạ không cần gọi luôn nha. Giờ tôi cũng thông báo cho hai cậu biết, cho dù con My có đồng ý đi chăng nữa tôi cũng không đồng ý. Đây là nhà của tôi không để hai cậu tùy tiện làm như vậy được. Bác, nếu như mà bác cứ khăng khăng làm như vậy là tụi con sẽ không làm rõ được sự việc. Mà sự việc không được làm rõ thì có thể chị My sẽ bị đuổi việc. Với lại con nói cho bác, chuyện của chị My rất là căng, liên quan tới kiện tụng tranh chấp bản quyền. Chị My có thể sẽ ra tòa. Bây giờ việc tốt nhất của bác là phải hợp tác với tụi con để giúp cho chị My. Tôi không quan tâm nha, tôi đang rất là nhức đầu, tôi không quan tâm tới cái chuyện này. Cái điều tôi mong muốn là hai cậu bước chân ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Còn nếu như các cậu cứ tiếp tục lằng nhằng như vậy nghe, là tôi sẽ báo công an. Tôi thưa các cậu về cái chuyện mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp nghe. Bác. Nè, tôi nói cho các cậu biết, các cậu đừng có tưởng tôi già rồi mà tôi không biết luật nha. Bác bình tĩnh, cho tụi con chưa nói hết mà bác. Không có cái gì để mà nghe hết. Mời các cậu. Dạ bác bình tĩnh bác. Không có bình tĩnh luôn. Xin mời cậu. Xin mời đi ra bác. Mời hết cậu đi ra khỏi nhà tôi liền đi. Đi ra đây. Đi ra. Ê bố bác. Gì vậy mẹ? Cái gì vậy? Gì hả? Hai cha con đuổi cổ hai cậu này đi ra khỏi nhà ngay lập tức. Đi ra khỏi nhà. Dạ bác. Vô đi lừa đảo phải không? Hả? Dạ không phải. Đi không? Bộ hàng đã cấp hả? Đi không? Không đi tôi báo công an á. Nè. Có gì đâu báo công an. Đi chưa? Mẹ báo công an mẹ. Đi chưa? Tôi sẽ khởi kiện cậu về cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi vu oan giáo họa cho người khác. Có chuyện gì vậy? Tổ an ninh họ vừa gọi điện tới ạ. Họ nói là vừa kiểm tra máy tính của chị My và phát hiện chị My đã hai lần gửi email cho phía bên công ty sắc màu ạ. Ồ, thật sự là con không có gửi email cho ai hết. Ủa, giống như xe thằng Khang. Người nào được email của mình chắc chỉ có người trong phòng thôi. Không lẽ là chú Trí? Lặng thầm ngược xuôi bốn ba bữa cơm chan chứa thương yêu vị ngọt thêm trong tấm bánh miếng ngon thì dành cho con vì với mẹ yêu thương là để cho đi cả cuộc đời chẳng giữ lại điều chi. Dù con có lớn bay lên trời cao vẫn như đứa bé mẹ bồng trên tay, dù bao sóng gió gió đến thế nào đằng sau vẫn có tình mẹ bao la dõi theo con từng bước chân. Xem trọn bộ 87 tập trên ứng dụng VOON.